từ lúc mà mình bị cái chân vậy hay là mình nghị lực lên luôn. Tại vì ở sớm đó có ông đó mới xuất hiện với Long Thiên này về thôi, nằm ở nhà. Cái ông lại ông thăm mình nha, mới xuất hiện về tới nhà thôi là ở sớm ông lại ông thăm, cái ông nói nè, à con của chú Út ăn điệp đó, nhỏ này sao này cầm cái nón với cái thao ra đường xin ăn chứ làm gì mà cho có 200.000 thôi, là ha là giác đó mình khóc, mẹ mình khóc luôn. Còn mình với ông xã mình thì mấy năm nay mình bị cái chân đó. Dạ. Yeah. Với ba mình mấy năm nay. Ở đây có cái chị nào bán đến đi coi tìm nhân vật tiếng rau á. Có cái chị gì chị bán nước mà chị bị chân hả? Ở đâu? Ở đâu? Phải không? Ồ. Dạ đi khảo sát nhân vật tiếng rau. Dạ chào anh. Chị có đây hả? Dạ. Dạ không? Ôi chị à, hôm bữa thấy có mấy khán giả chương trình Tiếng Rau gửi cái video của chị á. Dạ, đăng lên trên YouTube. Dạ thì có gì không? Dạ không có, thì sẵn trên đường đi qua Cao Lãnh nè, ghé qua đây nè. Dạ, ghé qua đây rồi thăm chị rồi coi có phù hợp không. Chị bán gì? Chị bán cái gì? Bán nước uống gì mà tắt trà tắt trà lụ. Bán trà tắc cà lụ hả? Ồ. Nhưng mà chị làm hết hay sao? Một phần thì nhà mình làm. Dạ. Yeah. Đồ thì mình cũng có lấy thêm với tiệm. Còn chị bán chính là gì? Thế để bán vừa tắc ha? Vừa tắc là bán chính mà. Trà tắc chứ vừa tắc là chính. Trà tắc vừa tắc. Trà tắc là chính. Nhưng mà chị có nấu nướng hay gì không? Hay là... có thằng trai ở nhà. Con mình nấu, mình làm ra chỉ là kéo xe lên mình bán thôi. 6 giờ sáng mình bán, 6 giờ chiều mình về. Dạ, chị năm nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 50. 50. Bây giờ hiện tại giờ mình sống với 2 đứa con. Dạ, rồi chị cái xe này cho nuôi 2 đứa con. Con mình thằng trai lớn, nó có vợ, có con, có gia đình riêng. Dạ. Rồi nó cũng mang chung với mình. Rồi mình với nhỏ con gái năm nay được 22 tuổi. Hai mẹ con ở nhà trọ, nhỏ con gái cũng đi làm. Dạ. Với ông xã mình thì mấy năm nay mình bị cái chân đó. Dạ. Yeah. Chia tay mấy năm nay. Thấy gửi mấy bạn, có mấy khán giả gửi rồi nói bữa nào anh Coleman có về Long Xuyên thì ghé xem có thể giúp chị tham gia một chương trình Tiếng Rau được hay không. Ủa mà chị, cái chân chị bị sao ta? Mình 19 năm trước mình bị tai nạn ở bên Đồng Tháp, máy gạch. Bị máy ép gạch rồi nó ruộng mất mình hơn một cái chân. Ảnh hưởng tới giờ là 19 năm trước hả? Như vậy 19 năm mình ở với chồng rồi đi làm thuê với chồng bên Đồng Tháp. Rồi sao rồi cái nó bị tai nạn sao bị máy ép gạch ống nó mình chở cái chân vô cái ruộng luôn cái trời ơi. Bây giờ mình ảnh hưởng còn cái chân rồi, có trước mình khổ lắm, mình mới ổn định là chừng có khoảng một năm nay thôi đó. Là chị bị tai nạn lâu chưa? Bị 19 năm. 19 năm. 19 năm rồi chồng ở được 4 năm rồi chồng có vợ khác rồi mình ở gì đó mà nuôi 2 đứa con. Thằng trai lớn học bên Cao Đẳng rồi cũng ra trường. Vậy là coi như nuôi con lúc còn nhỏ luôn á, tới lớn luôn á. Mình nuôi nhỏ gái học hồi nhỏ là mới có học lớp 6, lớp 5, lớp 6 mà. Dạ. Nhỏ gái học hết 12 thì lấy bằng tốt nghiệp 12 đi làm. Rồi ba mẹ con giờ nương tựa dưới này với con dâu. Ừ. Dưới đây ở nhà thuê hay là ở nhà của nhà? Thuê. Hai mẹ con ở nhà thuê. Ồ. Còn con thì nó bên làm vợ cho nhà hai vợ chồng ở riêng. Mà mặn lây lắc ngày kiếm 200 ngoài. 19 năm trời ơi. 19 năm rồi đó, mình bị 19 năm ảnh hưởng 19 năm. Rồi 19 năm đó thì bị xong rồi chị
bị xong rồi ông già ruột mới rước về trên Lâm Viên núi Cấm ở. Lên núi Cấm ở rồi điều trị. Ở thì chỉnh điều trị rồi. Rồi bắt đầu từ lúc nào chị mới bắt đầu làm mới đi bán? Con trai xuống đây học đầu đẳng nghề, rồi có vợ với này rồi mình đã chỉnh thì khổ quá không nên mình đó. Rồi con học hết 12 con cũng xuống dưới này làm. Rồi mới kêu rước mình xuống dưới này ở luôn. Ồ, bữa thấy gửi cái hình thấy xúc động quá trời quá đất luôn. Bên lang thang An Giang. Lang thang An Giang hả? Tới đây coi. Dạ. Với Trần Ngọc nè, nhiều lắm, hôm nay nhiều người cũng lại ủng hộ mình. Dạ. Được chị, mình mừng lắm luôn đó, đặng cuộc sống mình, đặng cho mình đỡ chắc giả vậy đó. Chị có biết cái chương trình tiếng rau của mình không ta? Đâu biết không. Mình tối ngày nó thẳng là mình như là mình ở trên núi không, trong vườn cái mình xuống đây mình bán, mình sáng ngồi đây 6 giờ ra, 6 giờ chiều về nhà trọ là mình ăn uống rồi mình nghỉ ngơi, sáng mình ra mình bán tiếp vậy đó, chứ mình không có đi đâu. Không. Ủa, nhưng mà chị ở Long Xuyên luôn hay là ở mình giờ hiện tại giờ mình ở Long Xuyên, ở nhà thuê ở Long Xuyên. Dạ. Vậy các bạn thân mến, thì mình cũng không biết là chị, cái trường hợp của chị, xin lỗi chị tên gì ha? Ngọc Điệp. Ngọc Điệp hả chị? Dạ, Ngọc Điệp. Dạ, vậy Ngọc Điệp thì nói mà mình có thể nói đây là một cái trường hợp rất là hy hữu trong tất cả các mùa của chương trình Tiếng Rau. Bởi vì như quý vị các bạn cũng biết là chương trình Tiếng Rau thì Colorman làm là những cô chú bác lớn tuổi nè. Mà vẫn phải buôn gánh bán bưng rồi phải tự làm, tự nấu. Còn riêng cái hoàn cảnh của chị Điệp thì thật sự là chị cũng chuẩn bị những cái nguyên liệu thì chị cũng tự làm. Nhưng mà nếu mà nói mà phải chuẩn bị nấu nướng như là các nhân vật Tiếng Rau khác thì nhờ có chai hỗ trợ đó. Dạ. Nhưng mà về chị đây bây giờ chị khiếm khuyết như thế này, cho nên là thì chắc là nếu mà quý vị các bạn nào mà yêu thích chương trình Tiếng Rau mà muốn thấy rằng phù hợp thì bà con mình để lại cho comment, để cho comment biết là bà con có mong muốn là mình sẽ giúp cho chị Ngọc Điệp một cái tập Tiếng Rau hay không nha. Dạ. Trời ơi, 19 năm. Là lúc đó chị mới có 30 chứ mấy. Đúng mình không? Bị năm 31. Năm 31 tuổi nha. Thì năm nay nó 19 năm. Bị mùng 10 tháng 3 tới. Vậy á, mà đơn thân độc mã nuôi hai đứa con luôn. Học hành rồi đâu đó nghiêm chỉnh luôn. Học hết 12 rồi xong mới đi làm. Thằng trai học cao đẳng nghề ra trường. Ồ. Nhỏ gái thì học hết 12. Yeah. Rồi giấc đó là mình hết khả năng. Tại vì mình con trai mình vô cao đẳng nghề là mình vay tiền nhà nước đó. Yeah. Bây giờ là hàng tháng là mình phải đóng lại trả lời. Bây giờ mình còn đang thiếu 50 triệu nhà nước luôn. Trời bên sinh viên đó. Bây giờ là bằng là gom từ từ là đúng tháng thôi. Mình gửi lời. Để vô tiết kiệm từ từ. Chứ đời mình khổ quá, không lẽ mình để cho con mình khổ nữa. Yeah. Ai ha, em nói đỡ trước cái anh chồng mình nó đi rồi phải không, là mình á tự mình phải không, ai mà mặn cái gì á là nước mình mặn phải không, 10.000 20.000 mình cũng ra mặn cỏ. Nhưng mà chị cái chân gì vậy, sao chị làm được ta? Mình chống nạn đi rồi tới mình ngồi ghế mình làm, như mặn cỏ thì ở trên núi phải không, mình mặn cỏ đậu bên này kia mình lết vậy đó. Ngồi ghế mặn lo cho con. Em thấy rồi, chị đứng rồi mỗi lần khách tới mình mua rồi đứng chị phải nhà người mấy người ta còn ngoài thì chị bưng ra nhảy cò cò ra rồi. Rồi cũng quen rồi, mình bán ở đây là ổn định đây là 5 năm đó. Dạ, dạ. Chắc giả lắm, cơ trước thì bán hơi. Dạ. Yeah. Đi là bán mướn cho người ta, thì yeah. Rồi sau này mình chỉ cho mình. Nhưng mà ở đây cái món gì chị bán đắt nhất? Món trà tắc với dừa tắc. Dừa tắc hả? Dạ, dừa tắc với trà tắc, trà tắc là ưu tiên luôn. Dạ, trà tắc luôn, thôi cho em ly dừa tắc đi. Đi uống dừa tắc không? Dạ, cho em mấy ly dừa tắc luôn đi. Nói đi, uống thử ly trà tắc mình đi. Dạ. Dạ, mấy ly dừa? Dạ, cho 2 ly dừa tắc, 2 ly trà tắc. Rồi, 1 ly chanh dây luôn, dạ. 1 ly dừa tắc không không đường nha chị. Dạ, tại vì dừa ở đây là mình mới biết ra mình bán dừa tắc có đường. Dạ, dạ. À, có đường thôi. Dạ, uống không đường đi chỗ khác đi cưng. Tại nấu chung có đường thì nãy giờ cũng dặn có đường, nó hơi lạc. Rồi, ngon hấp dẫn không? Ôi. Chị làm từ từ quay cho đẹp chị. Chắc em xin phép gắn cái micro chị để nói chuyện cho nó dễ. Cái này nhà mình tự làm hết hả chị? À không, cái này mình mua có món mình đặt người ta. Như là mình làm không xiết á.
tại vì có hai mẹ con à. Dạ. Còn mít thì mình mua lần trái vậy đó, rồi ở đây tự mình làm tư ra luôn. Ủa. Buổi sáng mình bán tới mấy giờ, mình nghỉ tới chiều? Dạ, 6 giờ sáng rồi ra. 6 giờ sáng mình ra tới 6 giờ chiều. Ngày chỉ bán được khoảng nhiêu ly? Mà trước á, chứ sau này chắc cũng có người ta đã ủng hộ. Thôi mà từ mà mấy anh đó lại đăng tới giờ là mình bán ổn. Dạ dạ. Còn trước thì bán ngày thì cỡ khoảng vài chục thôi. Dạ. Vài chục ngàn á, vài chục ly. Vài chục ly. Vài chục ly cũng ly nhiêu ta? Ly 15 ngàn. Ly 15 ngàn. 15 ngàn rồi có ly 10 ngàn. Ngày cũng được 600-700. Cả vốn lẫn lời đúng không? Dạ. Rồi nhìn nè, hấp dẫn chưa? Đó, mít quê luôn. Đó. Đầy đủ đồ chơi hết. Cái này là trà tắc nè. Cái đó là nấu mình là vô. Trà tắc là chị nấu đó ha. Dạ, nấu nhà luôn. Đó, nấu à, trà bắt với tắc. Đường phèn luôn. Rồi, dạ. Cái này là toàn bộ đường phèn. Rồi, đây là trà tắc nè, tuyệt chiêu nè. Đắt nhất là trà tắc nè. Uống thử trà tắc đi. Dạ, dạ, dạ. Đây uống thử nha bà con. Vậy là thêm một ly chanh dây. Cái này cho mình nè, okay. Cho mình để qua anh đây. Trà tắc ngon quá. Nó không có ngọt đâu nha Quang. Mình nhờ trà mình ngon là nhờ nấu đường phèn. Trà này chị nấu ăn trà gì mà ngon vậy, thơm quá vậy? Dạ trà bắc. Ồ, nấu ăn trà bắc. Dạ. Trà bắc. Ủa sao không nấu trà Nam Bộ, trà Nam mà nấu trà bắc vậy? Tại vì cái hậu trà. Hay không nấu trà Âu Long hay gì mà nấu trà bắc? Để mình để cái này. Ừ. Tại vì cái hậu trà tắc này là mình phải nấu trà bắc nó thơm, nó ngon hơn. Ừ. Còn mà mình nấu lộ trà kia là nó không có bằng. Dạ mẹ ơi. Xin chào nha. Quen với ảnh hả? Đâu có, thì ảnh coi chương trình, ảnh coi kênh mình đó. Dạ. Trời, chơi nguyên cái xe chạy cái xe máy mắc cười dễ thương quá. Biết sao không, công an đuổi đó. Dạ. Rồi bắt đầu là ảnh. Hai bạn chưa uống gì rồi? Uống gì rồi? Hai đi chặt. Một trà tắc một xăm. Dạ. Một trà tắc một xăm. Mối đó. Rồi nói mối á. Mối. Ngày nào cũng thiều gan luôn. Dạ. Chạy vô đây cho mát nè. Để lát cô bưng ra nữa. Để đi mình nè, cầm mình nhảy ra nè. Dạ dạ. Ở ngoài đi mình đem ra. Cái này vừa ta vừa tắt hả Mary? Đây vừa tắt hả? Rồi thử cái vừa tắt đi. Em Mary đi đâu? Ăn thử cái vừa tắt mới được. Rồi cái xe nó thương quá. Dạ. Chứ chính thức là chị bán cái này được bao nhiêu năm vậy? 10 năm chưa? À, chưa, mình mới có 5 năm hả? 5 năm hả? Ồ. Dạ. Biết không? Tại vì mình ở đây mình bán đồ kỹ lưỡng với dạ. Ngon. À, đầy đủ hết nè. Xăm nè. Xăm cũng ngon, xăm ghẻ chanh. Ôi. Đó, có đầy đủ nhãn nè, có luôn cả... dừa luôn nè, đó dừa. Thử nha. Từ lúc mà mình biết tới giờ là mình chỉ là biết cái khổ thôi chứ không có sung sướng như người ta. Từ lúc nhưng mà thấy chị vẫn rất là tươi tắn. Mình phải nghĩ lực vẫn lên. Vẫn rất lạc quan. Dạ, dạ phải... mình sống lạc quan. Rồi cho mình nhảy ra mình dạ. Rồi cảm ơn nha. Mình sống vô tư lắm. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ. Mình tối ngày biết sao không lo bán, ít tôi điện thoại lắm. Còn chiều gì là mệt mỏi. Cái này nó giống như kiểu cốc tay mình hồi xưa đó. Nhưng mà bỏ với nước dừa nó tạo uống thành một cái vị rất là hay luôn.
nó có mít nè, nó có nhãn nè, rồi nó có luôn cả dừa nè, rồi mấy cái topping nè. Vậy là mấy anh ở bên bên Cao Lãnh bên hay ở Sài Gòn mà đi xuống Đồng Tháp để quay cái ớt á, cái ruộng ớt nên đi ngang nó ghé chị luôn. Tại thấy khán giả gửi mà bữa giờ chưa có đi được á. Từ lúc mà kinh Lăng Thang An Giang đăng tới bây giờ mình cũng hơi ổn ổn đỡ. Bà tới ủng hộ nhiều hơn đúng không? Dạ. Cái nhiều người kêu mình đi vô chương trình này chương trình kia đó, mà mình đâu có biết cái gì đâu. Ai cũng đốc này kia đặng cho đỡ khổ thoát nghèo này kia đó mà mình không. Còn nếu mà làm được cho chị một tập tiếng Rao thì chắc là cũng giúp cho chị xóa nợ, cũng giảm bớt ít nợ. Nợ bây giờ còn 50 triệu luôn hả? Còn 50 triệu. Thôi được nhiêu hay nhiêu đi ha, làm khoảng chừng 3 ơi. Ráng bán được 30 triệu một buổi bán. Tiếng đồng hồ. Tiếng đồng hồ nha. Làm đúng tiếng đồng hồ bán. Cái này mà nếu mà khán giả mà xem, đặc biệt là khán giả trong nước và cũng như là khán giả ở nước ngoài, họ thấy cái trường hợp của chị Điệp chắc là chị Điệp họ thương lắm. Từ lúc mà mình bị cái chân vậy ha là mình nghị lực lên luôn. Tại vì ở xóm đó có ông đó mới xuất viện với Long Thiên này về thôi, nằm ở nhà. Thế ông lại thăm mình nha. Mới xuất viện về tới nhà thôi là ở xóm ông lại ông thăm, cái ông nói nè: "À, con của chú Út con Điệp đó, nhỏ này sao này cầm cái nón với cái thao ra đường xin ăn chứ làm gì mà cho có 200.000 thôi." Đó. Là ha là giác đó mình khóc, mẹ mình khóc luôn. Rồi cái mình suy nghĩ vết thương lành không, 3 ngày ông già mới chở xe đa xuống Long Thiên tái khám rửa vết thương nữa. Chừng nào lành thôi là lành rồi ha, lão đầu là mình đi bằng mướn mà thôi, ai làm cái gì làm. Ở trước mình mua giả dụng á là tên Mai á, mình mua về mình thắt thảm vào chân, rồi con mình vừa đi học lớp 6 sáng đi ra chợ bán nó, rồi đi về rồi đi học buổi chiều, mà mẹ con cũng vượt qua từ từ hết trơn, mình gán cứu lên chứ mình không đi xin ai, mà mình không mượn không hỏi ai, chỉ là con đi học mình vay nhà nước thôi. Ba má chị còn khỏe không? Ông già mất rồi, bà già hiện tại giờ nằm bệnh viện, đang nằm bệnh viện chống luôn. Bệnh viện Cánh Đồng Quang đây nè, sát bên luôn. Mới nhập viện hôm qua, mình bán đây là 6 giờ mình về phải không, là mình phải vô trong bệnh viện với mẹ tới khuya. Ông già mất 2 năm rồi. Tại bà già năm nay cũng 73 tuổi. Rồi nhưng mà nhìn thấy cái chân của chị đó, nó bị lên tới sát tới đây luôn, gỡ khớp còn có nửa bằng đích. Hồi nước ngoài có tài trợ cho mình một cái chân mà mình đi không được, tại nó sát quá đúng không? Sát tại vì bịch ngang cái bụng nè, mỗi lần mình vệ sinh hay mình đi gì á, coi vô coi ra nhiều khi mình té luôn, đi không được. Khó hơn là mình cứ đầu này rồi hỏm bên có để hình nữa nè, bên Lăng Thang An Giang gửi hình rồi kêu mình đi ghép cái chân kiểu này nè, mà con mình nói thôi mẹ ơi đi rồi không được đâu. Ảnh có đưa gửi cho mình một cái kiểu mà mẫu cái chân á, rồi anh kêu mình đi kêu mình đi ghép, mà mình không có, con mà nó không có chịu. Chị Điệp đứng bán ngay ngã ba đường Nguyễn Trãi với đường được nhiều quá nè, Lục Văn Nhì nè, cái chân giả này nè, cái chân này nè, đường Lục Văn Nhì hả? Đối diện với trường Nguyễn Trãi luôn. Đúng rồi, đối diện với trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. Thì cũng chưa biết là Coleman có về kịp trước làm cho chị một tập tiếng Rao trước Tết hay không. Cái chân này nè mà mang đi không được. Ồ dạ. Rồi mấy ảnh mới gửi cái chân này kêu mình đi ghép như cái chân kiểu loại này nè, mà con nó nói thôi khó. Tại vì bây giờ mà mình mười mấy năm không, mình nhảy tới nhảy lui nó quen rồi. Tại vì bịch ngang cái bụng này nó khó cho mình lắm, nó đau. Dạ. Phải mà mình còn một khúc á, nó dễ. Nhưng mà phải xác nhận là cái trà tắc của chị ngon nè. Với lại cái món dừa tắc này nó không có chua. Uống nó, cái nước nó rất là thanh luôn. Nên cái này thì bị tắc nó ít hơn đúng không? Dạ, một trái tắc nữa hả? Nên không có cảm nhận vị chua mà cảm nhận cái nước, cái tranh nước trái cây. Nó thanh thẻ, mát, dạ. Nho, nhãn, cam. Cái mình ép, cái mình sên với nước khớp. Vậy hả? Dạ, có mấy cọt vậy đó. Cọt lắm. Rồi mình bán, mình phải kiếm được lời. Cái nước này là mình làm từ nho, nhãn. Dạ. Nho, nhãn, cam. Rồi mình ép ra lấy nước, rồi cái khớp mình mới quay sinh tố, cái mình sẽ mới sên lại. Bắt nước lên mình sên lại.
cho nó thơm rồi. Ồ, cái mình mới lại dặn vô cái tủ lạnh. Ngon quá thiệt luôn á, ly giờ cũng 15 ngàn luôn. Dạ 15 ngàn. Ly tại tắc cũng 15 ngàn. Không, nếu vậy thì chắc làm tiếng Lao hợp lý rồi. Tại vì có cái công đoạn chế biến trong đó. Tại cái chương trình tiếng Lao đó là nhân vật là phải chế biến và làm. Chứ nếu mà đi lấy hàng thẳng về thì không, thì không làm được. Dạ, mình giúp cho mấy người buôn gánh bán bưng là như phải làm á. Thì chắc là trường hợp của chị Ngọc Điệp rất là phù hợp. À, mình cũng muốn giúp chị, nghe thấy chị kể hoàn cảnh mặc dù là chị mới 50 thôi. Nhưng mà 50 mà khuyết tật như vậy thì khiếm khuyết như vậy là rất là cực khổ, mà đã nuôi con lớn mà nghe xúc động quá. Thì cảm ơn các quý khán giả đã gửi cho comment cái thông tin về chị. Và chắc mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp sớm để về làm cho chị một tập tiếng Lao. Như làm cái đó là ở đâu anh? Dạ, để làm đây luôn. Tại đây luôn. Rồi này sẽ xuống quay cảnh chị ở nhà chuẩn bị. Dạ. Mỗi một ngày chị làm gì, chị bơ trễ chị đi bán. Rồi cái mình sẽ có một buổi bán hàng đúng 1 tiếng đồng hồ. Bà con tới, mình sẽ thông báo cho bà con cô bác tới. Và mỗi người mua 1 ly 2 ly ủng hộ chị. Bình thường chị bán 15 ngàn nhưng mà có thể bữa đó người ta ủng hộ cho chị 1 ly 1 triệu luôn. Vậy đó. Như một ngày chị bán khoảng 50 ly thì bữa đó mình ráng làm mỗi chừng 100 ly hoặc là 200 ly để thẳng lên ta đến là ủng hộ cho nhiều. Rồi có những người ở xa như ở các tỉnh hoặc ở kể cả nước ngoài họ cũng có thể mua rồi họ chuyển tiền về cho mình. Thì chương trình thì trung bình thì chắc là cũng có thể, nếu mà bán may mắn cũng có thể kiếm được 30-40 triệu gì đó tùy theo. Hồi xưa thì mấy năm trước người ta cho nhiều lắm. Rồi năm nay chắc tình hình khó khăn thì thôi được nhiêu hay nhiêu rồi để mình giảm bớt cái nợ nần đi ha. Dạ, bây giờ là đang bán ăn gầu lo là tiền sinh viên của con thôi. Tiền cho con đi học á. Học ra trường rồi đâu có đi làm được đâu. Dạ. Mình phải ra trường rồi là mình phải có trong túi mình phải có vài chục triệu mình mới vô đó làm được. Tại vì mình cơ khí điện lạnh. Sao phải có tiền mới vô được? Vô được mới xin việc làm được, còn không có nó đì mình đi tháng có 2-3 triệu, 3-4 triệu rồi đâu có làm nổi. Nó khổ vậy đó. Rồi con mình bây giờ về là phải hôm đó mới buôn bán như nè, rồi nó dành dụm nó cái được cái thi bằng lái xe 4 bánh, cái nó cũng chạy được một thời gian cho người ta, rồi mình thấy thôi nguy hiểm quá, rồi hai mẹ con mới bài ra buôn bán gì để cho sống cuộc sống cho nó từ từ nó ổn định chút vậy đó, bớt vất vả thôi, chứ giờ mình đâu có ham muốn gì nữa. Dạ. Rồi thôi chắc là xin được khép lại cái video này tại đây. Và một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã gửi thông tin cho Colorman, những nhân vật giống như chị Điệp. Rồi cũng chúc cho chị là tiếp tục giữ sức khỏe nè, là lạc quan. Còn hy vọng là mình đủ duyên để mình về mình làm một tập tiếng Lao, mình giúp chị để xóa nợ một phần nào đó. Được vậy thì em dạ. Rồi em cũng có cảm ơn các anh nha. Rồi con gắng ha. Dạ. 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 Ồ nước cái nãy gì không để lên xe, để dưới. Tại cái số mình vậy mình phải chịu vậy chứ biết sao vậy. Dạ. Người có cái số mà.